Đồng cao trên miền Bắc băng giá của nước Nga, sông Volga hùng vĩ trỗi dậy và vươn tới con người và thiên nhiên. Trong suốt 3.200 km, đường huyết mạch sôi động này băng qua trung tâm nước Nga, vào sâu trong nội địa châu Á. Từ Bắc chí Nam, nó chuyển mình thành con sông lớn nhất ở châu Âu. Trước khi tạo ra một châu thổ kỳ vĩ và biển nội địa lớn nhất thế giới. Tiến về phía đông trên khắp châu Âu, ánh hào quang về sự hiện diện của con người mờ dần. Ở Ba Lan, một đồng bằng rộng lớn mở ra về phía dãy núi Uran ở phía đông và biển Caspi ở phía nam. Ở đây, một con sông duy nhất, sông Volga, thống trị vùng đất thấp rộng lớn, rộng bằng toàn bộ Tây Âu. Khởi nguồn của nó nằm ở vùng đồi Vandai, một vùng đất trống trải không có người sinh sống giữa Moscow và biển Baltic. Ở Nga, những thứ vĩ đại thường được sinh ra trong bí mật, ẩn mình dưới lớp băng gần như quanh năm. Đây là nơi sông Volga dâng cao. Sâu trong những khu rừng băng giá, dòng sông bắt đầu hành trình hùng tráng của nó. Cuốn khúc qua một vương cung thánh đường điển hình của Nga, sông Volga sẽ phát triển thành một trong những hệ thống sông phong phú nhất thế giới. Nhưng tất cả lượng nước này đến từ đâu? Một nguồn duy nhất không thể đủ để tạo ra số lượng lớn như vậy. Từ Vandai, hàng chục con sông chảy vào vùng đất thấp. Sớm hay muộn, thì tất cả các vùng nước này chắc chắn phải đổ ra biển. Nhưng Volga trẻ tuổi không tuân thủ các quy tắc như vậy. Thay vào đó, nó quay vào đất liền. Vandai có khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Loài hải ly ở Nga biết rất rõ điều này. Đường dẫn đến ngôi nhà của con hải ly này bị đóng băng hàng đêm, và cùng với đó là lối vào nhà của nó. Răng cửa sắc nhọn là công cụ phá băng tốt một cách đáng ngạc nhiên. Và thế là bắt đầu thói quen buổi sáng bằng một cuộc tấn công kiên quyết chống lại sương giá đêm qua. Lớp băng dày không phải là vấn đề đối với hải ly Nga. Và có một kỹ thuật khác là trọng lượng tuyệt đối của cơ thể. Đối với loài gặm nhấm lớn nhất ở cả vùng Á Âu này, sử dụng kích thước của cơ thể sẽ nhanh hơn việc cắn xuyên qua. Một cú nhẹ nhẹ có thể là đủ đối với một con vật nặng hơn 22 kg. Với hai cá thể, thậm chí còn nhanh hơn.
Đến rạng sáng, vùng nước trở lại với kích thước vừa cho 7 hải ly. Vào mùa đông ở Nga, nước lộ thiên là một thứ hiếm có và sẽ không bị bỏ qua trong thời gian dài. Lũ vịt trời nhanh chóng biến nơi này thành một spa trong mùa đông. Đủ tốt để tắm rửa nhanh chóng, và đôi khi có những cuộc tranh giành giữa những con đực khi nơi này hơi quá đông đúc. Hải ly có thể đã phá băng, nhưng hiện tại, vì trời chắc chắn là lực lượng hàng hải vượt trội. Trong nhiều tháng liên tục, các hồ khổng lồ ở Van Dyke nằm trong băng và tuyết. Các tu viện như ni nốt trắng lệ, đứng biệt lập. Vậy mà chỉ cách đó vài km, dòng Volga non trẻ với dòng nước chảy róc rách. Trải dài qua những khu rừng cổ tích, dòng nước nhỏ phát triển thành một dòng suối ghê gớm. Khi mở rộng, nó trở thành đường cao tốc cho những cư dân, là loài chuột Mỹ, được du nhập để làm giàu cho ngành buôn bán lông thú. Chúng mới chỉ ở đây được vài thập kỷ, tuy nhiên, giờ đây, chính chúng đã trở thành những kẻ đi săn. Đối với loài chồn, đây là môi trường sống hoàn hảo. Hải ly không chỉ quen thuộc với loài chồn, mà chúng còn giúp loài chồn vượt qua mùa đông ở Nga. Bằng cách phá băng và xây đập, chúng giữ cho dòng sông luôn thông thoáng. Và điều này có nghĩa là có thể tiếp cận với những bãi săn mồi màu mỡ. Một con ếch cỡ vừa sẽ là một bữa ăn rất tươm tất. Một con chuột Mỹ di cư dường như đã định cư tốt ở vương quốc Nga này. Tẩm màu như dầu thô, sông Volga lướt từ cao nguyên đầu nguồn xuống đồng bằng. Khi rời khỏi vùng đồi Van Dyke, dòng sông gần như là vào tầm nhìn từ Moscow, và nó vẫn trông giống như Siberia. Ở đây, sông Volga quay về hướng nam, đổ xuống vùng đất thấp vô tận của nước Nga. Loài nai sừng tấm, vào đầu mùa đông, chúng đến vùng ngập lũ, tìm kiếm sự an toàn bởi số lượng lớn. Nhưng vì thực phẩm khan hiếm, nên việc tìm kiếm thứ gì đó để ăn luôn phải diễn ra. Đất bị chôn vùi dưới tuyết và việc di chuyển ngày càng khó khăn hơn. Câu trả lời duy nhất là đi vào rừng.
Ngay cả trong rừng, tuyết vẫn dày, nhưng ít nhất nó có mái che và ấm áp hơn. Khu rừng mùa đông có thể tràn đầy sức sống. Nhưng ngay cả ở Nga, những con sóc với số lượng như thế này là một cảnh tượng hiếm thấy một cách đáng ngạc nhiên. Bên cạnh các loại hạt, lũ sóc thu thập vật liệu cách nhiệt cho tổ của chúng. Không biết mệt mỏi, chúng lột vỏ cây chết hoặc sắp chết. Nén chặt, thu gọn vào, có thể dùng nhiều lần. Đó là những gì có thể gọi là bền vững. Loài này nghĩ gì? Có thể nó đã học được điều gì đó từ những con sóc. Thực tế thì ngược lại. Công việc của nai sừng tấm giúp lũ sóc tìm đến phần gỗ mềm hơn. Trong khi đó, đối với nai sừng tấm, vỏ cây là thức ăn hàng ngày, là nền tảng trong chế độ ăn mùa đông của chúng. Chúng thích cây phong vì vị ngọt của nó. Ngay cả cây dương, mặc dù hơi đắng, nhưng cũng là một món ngon. Vì đông cứng, nên lớp vỏ ngoài sẽ bung ra và rất giòn. Một kẻ quan sát ở cái cây gần đó nhìn thấy một cơ hội. Một con nai sừng tấm nghỉ ngơi để tiêu hóa vỏ cây có thể cung cấp bữa ăn lành mạnh cho chim. Để có được phần thưởng của mình, con chim phải chờ cơ hội của nó. Nó nhanh nhẹn trải bộ lông dày của con nai sừng tấm. Ở chân lông, giận và trứng của chúng đang trải qua mùa đông. Việc những chú chim giúp đỡ nai sừng tấm thì chưa từng được ghi hình trước đây. Mùa đông dài của nước Nga là mẹ của những phát minh. Con nai sừng tấm cũng rất vui vì con chim đào những miếng thức ăn nhẹ chứa protein nhỏ xíu từ sườn của nó. Thật là một món ăn mùa đông hoàn hảo. Nhưng đôi khi bắt được không nhiều, nên những con chim có một mẹo khác. Chim gõ kiến đen lớn có mỏ to hơn và khỏe hơn. Nếu cần, nó có thể phơi bày toàn bộ gốc rễ như thế này. Làm việc chăm chỉ, nhưng cần thiết. Việc rung lắc làm rơi ra đủ loại các món ăn. Bọ nhỏ, nhện và trứng kiến. Mồ vụn từ bữa ăn của chim gõ kiến là thứ mà lũ chim sẻ có thể thưởng thức. Ở Nga, không có gì là lãng phí. Trong năm tháng dài, mùa đông ngự trị phía Bắc Von Nga. Thời kỳ băng giá, chín muồi để suy ngẫm. Moscow và khai thác năng lượng của sông Von Nga trước thời đại nguyên tử, tạo ra các hồ chứa nước lớn như biển. Trong trường hợp này, tại Sibin, rộng gần gấp 4 lần thành phố New York. Năng lượng được tạo ra cung cấp điện cho đất nước rộng lớn này. Trong hàng trăm km, đường dây điện cao thế chạy xuyên qua các khu rừng, phân nhánh để tạo thành các điểm gặp gỡ được ưa thích. Trong không khí buổi sáng se lạnh, bò rừng xuất hiện từ khu rừng, tiến ra những khu vực có nắng.
Giống như ở Bắc Mỹ, nơi vỏ rừng được gọi là châu rừng, những siêu thú này gần như bị săn đuổi khỏi nước Nga. Giờ đây chúng đã tái định cư. Ở Hoa Kỳ, chúng gắn liền với vùng đồng bằng. Ở đây, rừng là ngôi nhà tự nhiên của chúng. Tốt hơn hết là tránh đường. Nhưng lợn rừng có một kế hoạch. Vỏ rừng châu Âu có thể nặng bằng một chiếc ô tô. Ngay cả khi bị lún sâu cũng không có vấn đề gì. Giống như những chiếc máy cày tiết, những thân hình nặng nửa tấn này đi xuyên qua khu rừng. Mặc dù chân ngắn hơn, nhưng lợn rừng có thể dễ dàng di chuyển bằng cách sử dụng những con đường mà lũ bò mới tạo ra. Không lặng lẽ lắm, nhưng ở một khoảng cách đáng kể. Chúng đang trên đường đến một nơi rất đặc biệt. Xa các đại dương, rừng bắt đầu thay đổi. Ở đây, cây sồi mọc ngắn hơn ở Trung Âu. Lợn rừng biết mọi cây sồi trong vùng này. Ẩn mình khỏi giá lạnh, một nguồn cung cấp dồi dào hạt sồi bị chôn vùi. Ngay khi bụng chúng no, thì mõm của chúng đã lạnh cóng. Năm nay mùa màng bội thu, bầy đàn này đang thư thả. Tháng 12 là tháng động dục của chúng. Đã đến lúc lợn được kiểm tra bầy thay thiếp. Không dung thứ cho những kẻ muốn cầu hôn. Phía trước đã thông thoáng trở lại. Tất cả những gì còn lại là chinh phục lợn nái. Nhưng cô nàng muốn được chinh phục. Một lần nữa, con lợn được nhỏ hơn chen chân vào. Con được đầu đàn đẩy nó sang một bên mà không tốn nhiều sức. Cuối cùng, cặp đôi rút lui vào bụi rậm, nơi mọi việc diễn ra thật tự nhiên. Đối thủ trẻ lèn đến để xem liệu nó có thể học hỏi được điều gì không. May mắn thay, con lợn đực to lớn đang bận rộn và có tâm trạng tốt. Có vẻ như vậy. Khi những dòng sông đóng băng, người Nga trở nên sầu muộn. Sông Volga không bao giờ đến được thủ đô của Nga, nhưng nhánh của nó, sông Moskva, chảy qua thành phố. Cao hơn 90 mét, có một bức tượng của Hoàng đế Nga Peter Đại Đế. Hơn 3 thế kỷ trước, Tà Hoàng Peter đã xây dựng đế chế hùng mạnh của mình ngay bên kia miền Tây nước Nga, men theo các con sông như sông Volga đổ ra biển. Danh dự và vinh quang của đất nước gắn liền với những con đường thủy này. Nhưng lịch sử sông Volga cũng chứng kiến những chương đau thương.
Tháp chuông Kaliazin là đài tưởng niệm trận lụt nghiêm trọng. Trước Thế chiến thứ hai, Stalin đã xây đập trên sông Volga, xây dựng các nhà máy điện để bảo vệ đế chế Xô Viết. Hàng trăm ngôi làng, hàng nghìn trang trại và hàng chục nhà thờ chìm vĩnh viễn dưới trận đại Hồng Thủy. Tính đến thời điểm này, sông Volga đã xuôi dòng được hơn 960 km và nó vẫn tiếp tục, thậm chí còn chảy vào sâu hơn trong đất liền. Ta về phía đông, pháo đài cũ trên đảo gần thành phố Kazan đã trải qua nhiều cuộc đời. Từ thành lũy chống lại bọn cưỡi ngựa cướp bóc, đến trại lao động khổ sai, bệnh viện tâm thần, và giờ đây gần như là một di sản thế giới. Ngày thì ngắn ngủi và còn rất ít thời gian để tìm kiếm thức ăn. Động vật cư xử như nhiều người Nga đã học cách làm, cứ thế và kiên nhẫn chờ đợi. Dương giá tìm thấy bò rừng trong môi trường của chúng. Những con bò tràn đầy năng lượng đang đạt phong độ đỉnh cao. Đối với nhiều loài động vật, vỏ cây là thức ăn chính trong mùa đông. Hiện không thể tìm thấy gì khác. Cỏ và thảo mộc nằm sâu dưới tuyết. Bò rừng thích cọ sát mạnh vào những cây nhỏ hơn, làm dịu cơn ngứa ở những phần mà răng hoặc móng vuốt của chúng quá khó tiếp cận. Bò rừng không phải là loài duy nhất thư giãn tâm trí. Lúc đầu, một con lợn rừng nên thận trọng, vẫn có thể có một con bò rừng xung quanh. Một cái cột để bò rừng cọ sát đã được mài sẵn, thật hoàn hảo. Thân cây trơ trụi tạo nên bề mặt tốt, và tuyết đã bị dẫm nát. Đây là lần xoa vai. Rồi vai còn lại, dọc theo sống lưng. Mát xa cổ một chút cũng tốt. Chúng tiếp tục đi sâu hơn vào rừng, trước khi những con đường mòn của bò rừng bị tuyết bao phủ. Di chuyển về phía đông, chúng có thể bắt gặp yếu tố góp phần lớn nhất vào kích thước to lớn của sông Volga, một dãy núi được gọi là Uran. Giữa khu rừng rậm rạp, các nhánh sông khổng lồ chảy qua các lối để tiếp cận các ngọn núi. Ở đây rừng cây rậm rạp, cách thâm nhập tốt nhất là đường sông. Đây là thế giới của tuyết, và khi nó tan chảy, tất cả sẽ chảy vào sông Volga. Hơn một nửa thể tích của sông là do tuyết tan. Dãy núi Uran ngăn cách châu Âu với châu Á.
Đỉnh lộng gió này được gọi là Man Pupuna. Những bức tượng đá khổng lồ cao hơn 40 mét. Ở phía đông của chúng, tất cả các con sông đều chảy đến Siberia. Chỉ vài bước chân về phía tây là đến sông Volga. Hàng tỷ tấn nước liên kết với nhau như tuyết. Từ đây, các nhánh lớn của sông Volga là Vistula, Kama và Vileia bắt đầu tiến vào vùng đồng bằng vô tận. Hiện tại, Volga vẫn đang ngủ yên. Tuy nhiên, dưới lớp băng, áp suất sắp tạo ra một hiệu ứng ấn tượng. Mảnh vỡ chồng chất dọc theo tu viện Makaryev. Kẻ khổng lồ đang thức tỉnh. Sông Volga đang tự giải thoát mình khỏi chiếc cùng băng giá. Chỉ trong vài giờ, luồng nước chính sẽ tuôn chảy. Nắng xuân mang đến điểm lành cho các bức tường thánh. Nhịp điệu của Volga đang bắt đầu đập trở lại. Những mạch máu mang lại sự sống cho một vùng đất đã được thiết lập vững chắc trong nhiều tháng. Tuyết tan lấp đầy các dòng sông. Một số loài đi ngược dòng đến nơi đẻ trứng hoặc tìm kiếm nguồn thức ăn mới. Một con chim hót ở bên suối. Nó ở đây để săn ấu trùng ruồi nằm dưới đá trong lớp nước tan chảy. Tảng băng cuối cùng là một nơi đậu quý giá. Đây là bầy sái cá sông. Gia đình này đang đi ngược dòng để tìm ngư trường. Sái cá mẹ có hai đứa con. Chúng gần như đã trưởng thành hoàn toàn. Tuy nhiên, chúng vẫn dựa vào mẹ để tìm thức ăn. Nước tan chảy ở một khúc sông đã làm ngập một đống lau sậy. Rễ cây là nơi trú ẩn hoàn hảo cho loài lưỡng cư, và sái cá mẹ biết điều đó. Phần thưởng là những con ếch ngủ đông ở đáy sông.
Đó là một bữa ăn chào mừng, và những con rái cá con phải tận dụng lợi thế này. Vì chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ phải tự săn mồi. Chỉ trong vài phút, chúng bắt được hàng chục con ếch. Người Nga có một từ đặc biệt dành cho nó là Kalyava. Nếu số phận bất ngờ mang đến cho bạn một vận may trời cho, đừng ngần ngại, hãy nắm lấy nhiều nhất có thể. Đối với rái cá, đây là Kalyava thuần túy. Chẳng mấy chốc, bụng của chúng đã no căng, và bây giờ, thay vì đi săn mồi, thì chúng muốn chơi đùa. Nhưng con ếch không vui lắm đâu. Nhưng đối với một con rái cá non, thời cơ khám phá và tạo dựng sức mạnh này là một cơ hội sống còn trong điều kiện mùa xuân vẫn còn se lạnh. Vẫn còn rất nhiều ếch sống sót dọc theo vô số nhánh sông. Trong số tất cả các nguồn chính của sông Volga, có một nguồn khác mà nhiều người khẳng định rằng đó là một nguồn đã bị lãng quên. Cách dãy núi Uran hàng trăm km về phía tây và phía bắc, gần Phần Lan là nguồn quan trọng thứ ba của sông Volga. Atleka. Đây là những khu rừng nguyên sinh cuối cùng của châu Âu. Rừng ẩm ướt và lạnh giá là nhà của một loài chim thực sự đặc biệt. Capercaillie, tiếng trống thực hiện một nghi lễ cổ xưa. Tiếng kêu đều đều của nó vọng lại từ khu rừng xung quanh. Đó là tiếng gọi tới một bạn đời. Một con gà mái quan sát từ bên lề. Cô nàng đã nhìn thấy một chim trống khác. Chính là một đối thủ. Anh chàng nhảy lên khỏi mặt đất để tỏ ra cao hơn. Chim trống phải phòng thủ. Đấu trường phô diễn của nó và chim máy đang bị đe dọa. Đối thủ không lùi bước. Hai tình địch đánh nhau bằng mỏ. Mỗi bên đều nhắm đến tử huyệt, là lớp trang điểm màu đỏ tự xung quanh mắt của đối phương. Cuối cùng, đối thủ cũng thừa nhận thất bại. Phần việc còn lại thì dễ dàng thôi. Và bây giờ là một vòng vinh danh. Đã đến lúc thể hiện toàn bộ uy nghiêm của mình.
Phần thưởng chắc chắn là của anh chàng này. Hay là kẻ khác đây? Tuyết rơi nhẹ nhẹ. Để giao phối thành công, trứng chim và ổ trên mặt đất của chúng cần có một chiếc điểm khô ráo. Vì vậy, gà mái phải tránh sự lãng mạn của tuyết. Đây là nước Nga. Với nỗ lực không ngừng, tuy nhiên, mùa đông thường giành chiến thắng. Đến giữa tháng 5, có thể nói rằng chúng ta đang chứng kiến mùa đông cuối cùng. Nai sừng tấm đã trở lại thung lũng trên sông. Dù muốn hay không, chúng cũng phải dũng cảm đối mặt với nước. Không có mối nguy hiểm lớn nào rình rập ở đây, nhưng nước đang chảy thì rất lạnh. Ai sẽ mạo hiểm? Luôn cần một kẻ dũng cảm đi đầu. Nai sừng tấm là những vận động viên bơi lội cực khôi, và chúng biết những luồng hẹp nhất. Chúng có thể bơi cùng nhau, nhưng sang bờ bên kia, mỗi con sẽ đi theo con đường riêng. Có lẽ chúng sẽ gặp lại nhau vì còn nhiều dòng sông phía trước. Những vùng nước rộng lớn trong vắt tràn đầy sức sống, chảy qua các thung lũng vào lưu vực trung tâm Volga. Nước ngầm chảy từ bên dưới lên bề mặt, chỉ để chìm xuống một lần nữa và theo các sườn núi ngầm. Khu vực này là hồ chứa lớn nhất ở châu Âu. Vô số con sông bắt đầu cuộc sống của chúng ở đây. Các con sông này cung cấp nước cho ba biển lớn: Đại Tây Dương qua biển Baltic, Bắc Băng Dương và biển Cát đi qua sông Volga. Trong tiếng Nga, tên của vùng huyền diệu này là Atleka, chính là viết tắt của những vùng biển đó. Vùng biển Atleka là nguồn chính thứ ba, cùng với Van Dai và tuyết của dãy núi Ugan, chúng biến Volga thành con sông hùng vĩ nhất châu Âu. Diện tích lưu vực của nó tương đương với kích thước của Alaska. Đặc biệt tại một thời điểm, nó được nối với một con sông lớn khác là Kama, và điều này khiến Volga trở thành kẻ khổng lồ. Thực sự to lớn, đó là dòng sông hùng vĩ nhất ở châu Âu. Còn hơn 1.600 km nữa còn đang ở phía trước. Từ giờ trở đi, dòng sông sẽ chảy về phía nam. Trong nội địa có những nhánh nhỏ không tên. Rừng ở đây tươi tốt hơn. Là nhà của loài cú Ugan. Đây là một con non và một bậc cha mẹ trong tương lai.
May mắn thay, đó là mục đích của móng vuốt. Nhưng tiếp theo thì sao? Không phải thứ mà bạn gọi là chuyến bay đầu tiên hoàn hảo. Mặt đất không có chỗ cho một con cú nhỏ. Lại ra tay giải cứu. Một bước nhảy vọt nhỏ trong thế giới loài chim. Một thứ khổng lồ cho con cú nam này. Một trường học bay đủ cho một ngày. Loài cú u gian không kén chọn thức ăn. Chúng săn hầu hết mọi thứ trong rừng. Con cú trưởng thành phải gỡ từng miếng vì nó có cái mỏ nhỏ. Một nét đặc trưng rất Nga. Vẫn cần được cho ăn, nhưng vẫn muốn bay cao. Dòng sông róc rách bên dưới. Đối với một con hải ly, âm thanh đơn thuần là một nguồn đáng quan tâm. Thật là một mớ hỗn độn. Con đập đã vỡ, ao nhà đang thoát nước nhanh. Trường hợp khẩn cấp cần hành động ngay lập tức. Hải ly không dễ dàng sống ở Nga. Chúng không thể chỉ xây dựng ở đây dựa trên thời tiết. Nếu người ta mở cống ở thượng nguồn, nước sẽ làm vỡ đập của chúng. Việc đóng cống ở hạ lưu cũng có tác dụng tương tự. Vi phạm niêm phong là vấn đề hàng ngày. Một đồng nghiệp đã thức dậy. Các nhánh cây lớn hơn có thể lấp đầy các gỗ lớn thì cần hai kẻ góp sức. Chúng động viên nhau bằng cách đẩy và kéo. Cuối cùng, nền móng đã sẵn sàng. Bây giờ là phần vữa. Ngay cả những lỗ nhỏ nhất cũng được chám lại. Sự tỉ mỉ là rất quan trọng. Công tác ủi đất sẽ giúp tuyến đường đến đập trở nên dễ dàng hơn và giúp củng cố nền móng trên bờ. Phần còn lại của đêm nay là để hoàn thiện. Đã lên tới đỉnh cao, cả hai đều không muốn dừng lại. Hải ly không bao giờ kiếm đủ vật liệu xây dựng. Khi chúng đặt lớp cuối cùng thì trời đã gần sáng. Lần nghe ngóng cuối cùng, đừng dốc vách thêm nữa nhé. Con đập của chúng đã an toàn trở lại.
Nhưng trong bao lâu đây? Ngay cả trong mùa hè, thì đêm ở Vanga vẫn bắt mạt. Buổi sáng sương mù dày đặc lơ lửng trên khúc quanh cũ. Mặt trời cần có thời gian xuyên qua. Có một sự cố mới. Nước đã tìm thấy một lối thoát khác. Lần này là từ phía bên kia. Nước đã cuốn đi một vị khách không mời. Một con chuột chữ Nga. Nó chỉ trở thành vô gia cư thôi. Nước dâng cao ngập hang của nó. Chúng là một loài chuột chũi. Thay vì đào hầm xuyên lòng đất, chúng kiếm thức ăn trong vùng nước đục. Giống như anh em họ của chúng, chuột chũi, chúng hầu như bị mù. Tại sao phải cần đến thị giác khi có rất ít thứ có thể được nhìn thấy trong phù sa? Mũi khỏe mạnh thì tốt hơn. Mõm của chúng luôn di chuyển. Nó cảm nhận được cái gì ăn được và cái gì không. Ốc nước là món ưa thích. Đã đến lúc rời khỏi vũng chìm. Đối với Hải Ly, ta làm việc ban ngày sắp bắt đầu. Để giữ cho lãnh địa của chúng nguyên vẹn thì không bao giờ được phép cạn nước. Nhưng dòng chảy rất mạnh, cành cây sẽ không cắt được. Một rào cản sẽ quan trọng hơn. Hải ly xây nên bằng gỗ. Vì vậy, một giá đỡ, cứng cáp từ dòng chính là vừa phải. Trường hợp khẩn cấp cần sự khéo léo. Đó là một khẩu hiệu cổ xưa của Nga. Đã đến lúc để một con chuột chũi hong khô. Và không chỉ có chúng. Mọi loài đều có cảm hứng trẻ chuốt đó. Và khi điều đó kết thúc, hãy dành thời gian rảnh rỗi để đấu tập. Chẳng giống chút nào như một điểm đấm bốc trong nước ở thiên đường Hải Ly. Mùa hè ở Vanga ngắn và dữ dội. Tôm nước ngọt nở rộ trong vùng nước trong vắt được bảo vệ. Ở các nhánh sông và hồ, bọ chét nước và các sinh vật phù du khác phát triển mạnh. Ở đây loài cá lớn nhanh lắm. Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ trở thành những kẻ khổng lồ. Và những đồng cỏ ngập sâu.
bị cắt đứt khỏi dòng sông chính, tạo nên những bãi san mồi hoàn hảo. Xa hơn về phía nam, sông Volga chuyển sang thế giới nóng bức và hạn hán. Ở rìa cằn cỗi của nội địa châu Á, nó trở thành nơi ẩn náu và huyết mạch quan trọng cho động vật hoang dã. Định hình một thế giới nước tươi tốt, nơi dòng sông tạo ra biển nội địa lớn nhất hành tinh của chúng ta.